Zuka vừa mới kết hôn với chồng. Mẹ chồng đã được chẩn đoán mắc bệnh gan, mà Zuka là người duy nhất có lá gan tương thích trong nhà, vì chồng Zuka tình nguyện làm phẫu thuật hiến tặng gan. Nhưng sau khi phẫu thuật xong lại chẳng có ai chăm sóc Zuka, chồng và em gái chồng cả ngày túc trực bên giường người mẹ, mãi đến tối cô Say mới tới thăm cô. Nhưng mục đích là để thân mật với cô, hoàn toàn không quan tâm đến vết thương chưa lành của Zuka. Sau khi xong việc, Zuka chỉ biết cầu xin chồng hãy kiên nhẫn thêm một thời gian nữa. Đợi khi ra viện, cô chắc chắn sẽ hầu hạ anh tử tế. Mặc dù người chồng tỏ ra rất dịu dàng, nhưng chẳng bao lâu sau anh ta lại tìm cớ để rời đi. Cùng lúc ấy, trong một phòng bệnh khác của bệnh viện, một sản phụ sắp đẻ đang chờ cô Say tới. Đến hôm sau mãi không thấy chồng đến, cô chỉ đành tự làm thủ tục xuất viện về nhà. Vốn tưởng rằng dạo gần đây cô Say bận rộn công việc, Zuka cố gắng chịu đau chuẩn bị bữa tối thịnh soạn đợi chồng về nhà. Ai ngờ thứ cô nhận được chỉ là một bi kịch chẳng thể lường trước. Mẹ chồng vừa ra viện muốn cô và chồng ly hôn, lý do là bởi Zuka từ chối thân mật với chồng, khiến anh ta đau buồn đến mức nhập viện. Cuối cùng, dưới sự ép buộc của mẹ chồng và em chồng, Zuka chỉ đành chấp nhận ly hôn. Cô không thể chấp nhận được kết quả này nên muốn gặp mặt trực tiếp chồng để nói chuyện cho rõ ràng. Ai ngờ lại được nghe về một cú lừa thế kỷ, cô ta vẫn chưa biết phải không? Cô ta chỉ là công cụ để làm phẫu thuật hiến gan mà thôi. Công cụ ư? Người phụ nữ đó thật ngây thơ. Zuka nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt ngồi trên bàn ăn, sau đó lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Hóa ra người phụ nữ mới là con dâu đích thực của ngôi nhà này. Còn Zuka chỉ là công cụ để hiến gan cho mẹ chồng mà thôi. Hóa ra các người vẫn luôn lừa gạt tôi suốt bấy lâu sao? Cái gì mà lừa với không lừa cơ chứ? Phải đấy, đâu có đâu, đừng hòng trả lời qua loa cho xong chuyện thế. Có thể đừng giả bộ mình là người bị hại được không? Cô là ai? Lần đầu gặp mặt xin tự giới thiệu, tôi là vợ của cô Say. Zuka sửng sốt há hốc mồm, cô không thể ngờ được rằng mình lại bị cả nhà chồng lừa gạt. Nhưng cô vẫn muốn đích thân hỏi lại cô Say, xem mọi chuyện rốt cuộc có phải là thật hay không. Nhưng bây giờ cô Say đã đi Mỹ. Dù cho Zuka có gọi bao nhiêu cuộc anh ta cũng không bắt máy. Điều khiến Zuka tuyệt vọng hơn nữa là cô phát hiện ra mình đã mang thai. Cuối cùng Zuka lựa chọn sinh đứa bé này ra. Đối với cô, đứa bé này không có tội tình gì, nhưng cuộc sống của mẹ đơn thân khó khăn hơn Zuka tưởng tượng rất nhiều. Khi đứa bé ra đời, Zuka không chỉ mất việc mà còn phải đối diện với tình cảnh không trả nổi tiền thuê nhà. Cô vốn định tìm chủ nhà để xin khất thêm vài ngày, nhưng lại bị chủ nhà yêu cầu chuyển ra trước khi hết tháng. Lý do là vì tiếng khóc của đứa bé gây mất trật tự. Những đả kích liên tục ập đến khiến Zuka có ý định tự vấn. Nhìn đoàn tàu đi từ đằng xa tới, Zuka đã chuẩn bị sẵn để đón chờ cái chết tới. Ai ngờ đứa bé lại đột nhiên òa khóc, đập tan hoàn toàn suy nghĩ tự soát của Zuka. Mẹ xin lỗi Zuto, mẹ xin lỗi. May mắn thay, trên thế giới này vẫn còn không ít người lương thiện, giúp cho Zuka có được hy vọng để sống tiếp. Mấy năm sau, nhờ vào công việc ở tiệm hoa, Zuka mới có thể nuôi lớn Zuto. Nhưng chớp mắt cái đã chẳng thấy Zuto đâu nữa. Cũng may chủ nhà đi ngang qua đưa đứa bé về, nhờ thế tránh được chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thế nhưng vận mệnh lại luôn thích trêu đùa Zuka. Trên đường đưa Zuto đến công viên, một chiếc xe ô tô lao về phía đứa bé. Zuka dùng thân mình bảo vệ con trai, chiếc xe cũng từ từ dừng lại ngay sát hai mẹ con họ. Không ngờ người bước xuống từ chiếc xe lại là vợ của cô Say. Còn người ngồi trên ghế lái chính là người mà Zuka nhung nhớ suốt bấy lâu. Thế nhưng việc đầu tiên cô Say làm sau khi bước xuống xe lại là kiểm tra xem chiếc xe có bị chảy xước ở đâu không. Hoàn toàn không quan tâm đến an nguy của Zuka, trước khi cô Say rời đi, Zuka vẫn không kìm lòng được hỏi về chuyện năm đó. Đợi đã, em vẫn luôn muốn hỏi anh, mọi chuyện là thật hay sao? Anh kết hôn với em là để lấy gan của em sao? Em chỉ là công cụ bị người khác lợi dụng thôi sao? Nói vậy đâu có đúng, việc hiến gan chẳng phải là ý muốn của cô sao? Em tình nguyện hiến tặng gan của mình. Để em đi làm xét nghiệm luôn, việc hiến tặng hoàn toàn là cô tự nguyện. Buổi tối, nhân lúc Zuto ngủ say, Zuka lấy ra bức ảnh mình cất giữ bấy lâu, nhưng lần này trong mắt cô lại ngập tràn nỗi oán hận. Cô thiêu rụi bức ảnh, chính thức nói lời tạm biệt với quá khứ. Lần này tới lượt tôi trở thành người cướp đi những thứ các người quý trọng, cướp đi tất cả mọi thứ các người có. Zuka lột xác hoàn toàn từ đầu tới chân, sau đó xuất hiện trong quán bar. Chỉ trong nháy mắt đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nhớ đến việc 5 năm trước bị cả nhà chồng lừa kết hôn rồi hiến tặng, cô quyết tâm khiến bọn họ nợ méo phải trả bằng méo. Người đàn ông trước mặt nghiễm nhiên trở thành công cụ báo thù đầu tiên của cô. Không lâu trước đó, Zuka biết được em chồng sắp kết hôn, cô bèn lên kế hoạch ra tay với em chồng trước. Mà người đàn ông đeo kính này chính là chồng chưa cưới của em chồng. Zuka không giao tiếp quá nhiều với anh ta. Sau khi bốn mắt nhìn nhau một hồi, cô bèn rời đi. Bởi vì cô biết rất nhanh thôi anh ta sẽ chủ động tới tìm mình. Thì trùng hợp là tôi có công việc ở gần đây, vậy sao mời anh vào. Zuka lén lút nhét một tấm thiệp vào trong bó hoa người đàn ông chọn, sau đó giả vờ hỏi dò có phải anh ta mua tặng bạn gái không. Nhưng người đàn ông lại chẳng thừa nhận mà cứ thế xoay người rời đi. Lúc em chồng nhận được hoa, phát hiện ra tấm thiệp bên trong đó, bên trên ghi ba chữ em thích anh. Em chồng lại tưởng rằng chồng sắp cưới đang tỏ tình với mình, còn người đàn ông thì cho rằng tấm thiệp này là Zuka viết cho mình. Vừa về đến nhà, em chồng lập tức khoe khoang với mọi người. Nào là bó hoa chồng sắp cưới tặng cho mình đẹp thế nào, lại còn chụp ảnh với bó hoa rồi đăng lên mạng, mà chẳng hề hay biết chồng sắp cưới lúc này đang đứng trước cửa tiệm hoa. Nóng lòng muốn xác nhận về nội dung bên trên tấm thiệp, Zuka ở trong nhà quan sát nhất cử nhất động của họ, thấy em chồng đã cắn câu. Cô bèn đồng ý lời mời đi uống rượu của người đàn ông, nhưng lúc người đàn ông bước vào tiệm hoa, lại nhìn thấy cảnh thân mật của Zuka và anh chàng tóc vàng.
cơn ghen lập tức bốc lên, trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, mà chẳng hề hay biết mọi chuyện là do Zuka sắp xếp sẵn. Anh chàng tóc vàng là huấn luyện viên thể hình của Zuka. Zuka chỉ mới dùng chút thủ đoạn đã khiến anh chàng vội vã chạy tới tận nơi để tìm, để rồi trở thành công cụ để kích thích người đàn ông kia. Chàng trai tóc vàng cũng là công cụ trả thù của Zuka, bởi vì anh chàng chính là người tình bí mật của vợ Kosei. Chàng trai muốn mua một chiếc áo mới, người phụ nữ bảo rằng sẽ lập tức chuyển tiền cho anh ta, nhưng ngay sau đó anh chàng lại gửi tin nhắn hẹn gặp Zuka. Buổi tối lúc uống rượu, Zuka lại khoác lên mình chiếc váy gợi cảm. Người đàn ông nhìn Zuka với ánh mắt say đắm, nóng lòng hỏi cô dòng chữ trên tấm thiệp có phải cô viết hay không. Nếu như em nói là em viết thì anh định làm gì? Cuộc gọi của em chồng cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Zuka rất hiểu lòng dạ đàn ông, người đàn ông thích sưu tầm côn trùng, Zuka bèn nói mình cũng thích. Lúc người đàn ông đang kể chuyện hăng say, Zuka đột nhiên đứng dậy rời đi. Đợi đã, đợi tôi chút, chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Chuyện này phụ thuộc vào anh mà, nhưng nếu như có thể gặp lại được thì tốt. Thấy người đàn ông đã hoàn toàn xa lầy, sau khi Zuka rời đi, người đàn ông mới nhận điện thoại của vợ sắp cưới. Em chồng mong anh ta có thể chính thức cầu hôn mình trong buổi tụ tập ngày mai. Mặc dù người đàn ông tỏ ra nghe lời, nhưng trong lòng lại nảy sinh cảm giác chán ghét vợ sắp cưới. Hôm sau trên đường đi tới buổi tiệc, em chồng yêu cầu người đàn ông xử lý đám sâu bọ kia. Cô ta không muốn ở chung với những thứ đó. So với Zuka thấu hiểu lòng người, hiển nhiên người vợ này càng nhìn lại càng thấy đáng ghét. Em chồng gọi những người bạn thân cận của mình tới, muốn chồng sắp cưới cầu hôn mình trước mặt họ. Thế nhưng lúc người đàn ông chuẩn bị mở miệng, Zuka bỗng nhiên cầm ô đi ngang qua. Ánh nhìn của người đàn ông lập tức bị cô thu hút, khoảnh khắc Zuka quay đầu lại nhìn. Chỉ một ánh mắt đã khiến người đàn ông hạ quyết tâm, nói năng tử tế đi xem nào. Ôi thật là để em nói vậy, chúng mình sắp kết hôn rồi. Xin lỗi em nhé Hizuko, anh không thể kết hôn được. Sao cơ, anh không thể kết hôn được, xin lỗi em. Sau đó người đàn ông lập tức chạy đuổi theo Zuka, còn cô em chồng thì trở thành trò cười của tất cả mọi người. Thấy người đàn ông gọi điện thoại tới, Zuka biết chắc cô em chồng lúc này đang chẳng vui vẻ gì, thế nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên trong chuyến hành trình báo thù của Zuka. Người phụ nữ đến phòng tập thể hình tìm tình nhân, lại phát hiện đối phương đang đè sát cơ thể lên người phụ nữ khác, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của người đó, người vợ kinh hãi há hốc mồm. Bởi vì đó chính là vợ cũ của chồng cô ta, Zuka cũng chẳng thèm giả vờ, nhìn người vợ với gương mặt đầy khiêu khích. Không lâu trước đó Kosei đã tới tiệm hoa tìm Zuka, nói rằng mình tới mua hoa cho mẹ, nhưng lại liên tục nhắc đến chuyện hiến gan. Zuka lập tức nhớ lại cái giá mình phải trả 5 năm về trước, vết thương cũ bỗng nhói đau, thấy loài hoa Kosei chọn. Zuka lại càng cảm thấy châm biếm, đây chính là loại hoa màu gà Kosei đã dùng để cầu hôn cô năm đó, đại diện cho tình yêu chân thành. Bây giờ Kosei lại muốn cắm nó trong phòng làm việc để trang trí, Zuka nhanh chóng đóng gói xong xuôi. Hiện giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để trả thù Kosei, nhưng Kosei lại không có ý định buông tha cho cô, tôi sẽ còn tới nữa. Chủ nhà không biết quan hệ giữa hai người là gì, nhưng anh ấy nhận ra trạng thái của Zuka không được tốt, bèn âm thầm hạ quyết tâm không để cho Kosei làm tổn thương Zuka nữa. Sau khi quay trở về phòng làm việc, nghĩ tới thái độ của Zuka khi ấy, anh ta lại cảm thấy vui sướng trong lòng. Kể từ sau khi vô tình chạm mặt Zuka, anh ta lập tức cử người âm thầm điều tra, không chỉ biết được chỗ ở của Zuka, mà còn biết cô đang trả thù người nhà mình. Zuka không hiểu Kosei có mục đích gì, nhưng cô sẽ không ngừng việc trả thù. Tiếp sau đây cô sẽ khiến vợ Kosei phải thân bại danh liệt. Cô biết rõ anh chàng tóc vàng là người quan trọng với cô ta hiện giờ, vì thế bước đầu tiên Zuka cần làm là cướp đi anh chàng tóc vàng. Cô cố tình tiếp cận anh chàng trước mặt người vợ, ngoại trừ khiến người vợ nếm trải cảm giác người mình yêu bị cướp đi, Zuka còn muốn nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của đối phương. Giống với những gì Zuka dự đoán, chẳng bao lâu sau người vợ đã tới tìm cô. Cô ta muốn biết tại sao Zuka lại xuất hiện ở đây. Cô có ý gì vậy? Tôi hỏi cô tại sao cô lại xuất hiện ở đây, chỗ này rất gần nhà tôi, chỉ vậy mà thôi. Cô đừng chắn đường nữa có được không? Nếu như không biết thì tôi có thể dạy cô, chẳng phải cô rất giỏi lùi lại sao? Thấy dáng vẻ bực dọc của người vợ, Zuka vui cười không khép được miệng. Người vợ cảm thấy rất bất an, nóng lòng muốn biết mối quan hệ của Zuka và người tình là thế nào. Vì để giữ chân phú bà, anh chàng tóc vàng chỉ đành giải thích rằng Zuka là học viên mới tới phòng tập dạo gần đây. Anh ta không muốn vì Zuka mà để mất nguồn tài chính dồi dào này. Thế nhưng phản ứng của người vợ vẫn khiến anh chàng nảy sinh nghi ngờ, cảm giác như Zuka đang cố tình tiếp cận mình. Sau khi dỗ dành người vợ xong, anh ta nhận được tin nhắn đồng ý lời hẹn của Zuka. Trong đầu anh ta lập tức nảy ra một kế hoạch. Zuka quay trở về tiệm hoa, phát hiện chủ nhà cũng đang ở đây. Những ngày qua anh ấy bầu bạn với con trai Zuka, khiến cô dần nảy sinh thiện cảm với anh. Sự hài hước của chủ nhà cũng khiến Zuka cảm nhận được niềm vui đã lâu không thấy. Nhưng lúc này Zuka lại nhận được điện thoại của người đàn ông đeo kính. Kể từ sau khi anh ta hủy hôn với em gái Kosei, Zuka liền bị anh ta bám dịt lấy. Những ngày này có thể trốn được lần nào thì cô trốn lần đó. Nhưng cô không ngờ dưới sự giúp đỡ của mẹ chồng, em chồng chẳng mấy chốc đã thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn, lợi dụng tính sĩ diện của người đàn ông. Cô ta giả vờ yếu ớt trước mặt mọi người, bởi vì thái độ lạnh lùng của Zuka, cuối cùng người đàn ông lựa chọn tái hợp với em gái Kosei. Lúc này Zuka ăn mặc phong cách trong trẻo thơ ngây, đi tới chỗ hẹn với anh chàng tóc vàng. Cô muốn người vợ cũng được nếm trải cảm giác đau khổ khi mất đi người mình yêu.
Zuka biết anh chàng tóc vàng thích những cô gái ngây thơ trong sáng, vì thế suốt buổi hẹn cô đều tỏ ra rất ngây thơ lúc anh chàng đang hưng phấn nhất. Zuka lại giả vờ chủ tiệm có việc cần tìm mình, trên thực tế là để thử phản ứng của đối phương, anh chàng lập tức ngỏ ý đưa Zuka về. Thấy con mồi đã cắn câu, Zuka giả vờ từ chối mấy lần sau đó bèn đồng ý, mà chẳng hề hay biết nhất cử nhất động của họ. Đã bị người do cô xây cử tới quan sát hết, lúc đi ngang qua tiệm hoa, anh chàng tóc vàng không hề dừng xe lại. Thay vào đó tăng tốc đi tới vùng ngoại ô, Zuka không còn bình tĩnh nổi nữa, cô không biết anh ta làm vậy là có ý gì. Chỉ đành nói có việc gấp cần trở về tiệm, nhưng anh chàng tóc vàng lại không để cô được như ý nguyện, anh ta nói mình không để tâm đến chuyện của vợ cô xây. Lời này khiến Zuka hoảng hốt đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ ý đồ của cô đã bị lộ tẩy rồi sao? Cô muốn biết vợ cô xây đã nói gì. Nhưng anh chàng tóc vàng lại có ý định động tay động chân với cô. Lúc này chủ nhà và chủ tiệm hoa đều rất lo lắng cho Zuka, đã tới giờ đón con mà Zuka vẫn chưa về. Gọi điện cô cũng không nghe máy, điều này khiến cả hai vô cùng lo lắng. Lúc này chủ nhà đột nhiên nhớ ra chiếc xe đi lướt qua tiệm hoa ban nãy. Người trong xe trông rất giống Zuka, anh lập tức đạp xe đi tìm cô. Cô xe lúc này đang ngắm nhìn bó hoa tươi mình mua về. Anh ta tiến tới bóp mặt hoa, khi những đóa hoa tươi bị phá nát, giống như đang báo hiệu cho kết cục bi thảm của Zuka. Chẳng lẽ anh chàng tóc vàng là người do cô xây sắp xếp sao? Mau dừng lại đi, mau dừng lại. Zuka bắt lấy cơ hội thành công thoát thân, gã tóc vàng đang muốn bắt cô về. Đúng lúc này chủ nhà xuất hiện cứu được Zuka. Đối mặt với sự quan tâm của chủ nhà, Zuka lại cảm thấy phiền lòng bởi vì cô không muốn để những người không liên quan dính líu vào chuyện này. Nhưng cô không biết chủ nhà sẽ trở thành vũ khí báo thù lợi hại nhất của mình, nhớ lại sự sợ hãi khi bị gã tóc vàng đè dưới thân. Zuka cảm thấy vô cùng mệt mỏi, rõ ràng là đã hạ quyết tâm sẽ xuống địa ngục cùng đám người đó, nhưng đến lúc mấu chốt lại không làm được. Vì để bù đắp lỗi sai mình phạm phải, Zuka lại tiếp cận gã tóc vàng, không chỉ trở nên chủ động hơn, mà còn nhân cơ hội bày tỏ tình cảm của mình với anh ta, bảo rằng khi ấy nghe thấy anh ta nhắc đến người vợ nên mới sợ hãi bỏ chạy. Bởi vì không lâu trước đó cô mới bị người vợ mắng chửi thậm tệ, bị mắng sao, tôi nói anh là người của tôi, sao cơ cô đang nói gì vậy? Bởi vì anh quá đẹp trai, nên tôi biết chắc cô ấy sẽ ghen, rất đẹp trai sao, tôi đi trước đây. Lời tỏ tình đột ngột của Zuka khiến gã tóc vàng vui sướng không thôi. Thậm chí lúc ở bên người vợ cũng thường xuyên trong trạng thái lơ đễnh, người vợ còn tưởng rằng vì anh ta không có được danh phận chính thức nên không vui. Bèn bảo mọi thứ phải từ từ, gã tóc vàng tò mò cô không sợ cô xây sao. Ai ngờ người vợ lại bảo cô xây vốn dĩ không thích mình. Thấy gã tóc vàng vẫn trong trạng thái thờ ơ như vậy, người vợ giả bộ nói sẽ không cho anh ta tiền mua điện thoại nữa. Gã tóc vàng nghe xong lập tức lấy lại tinh thần, bảo rằng nếu không có cô ta thì anh ta cũng không thiết sống nữa. Nghe xong người vợ mới vui trở lại, mà không hề hay biết người gã tóc vàng đang nghĩ tới lúc này chẳng phải mình. Lúc đi làm chủ tiệm bất ngờ bảo Zuka đi giao hoa cho khách, nói rằng hoa này khách cần dùng tới trong tiệc đính hôn, nhưng lúc Zuka tới khách sạn lại nghe thấy có người gọi mình. Zuka có thể đem qua đây cho tôi được không? Hóa ra sau khi xem được ảnh chụp của Zuka và em rể, cô Sei đã đoán ra được kế hoạch trả thù của cô. Mà hôm nay lại chính là ngày đính hôn của em rể và em gái anh ta. Lý do anh ta đặt bó hoa này là để nói với Zuka rằng mọi nỗ lực của cô đều là vô ích. Lúc này người đàn ông đeo kính cũng chẳng thể ngồi yên được nữa. Anh ta không ngờ sẽ gặp lại Zuka trong tình cảnh này. Nhìn dáng vẻ điềm nhiên của mọi người, vết thương ở bụng bỗng nhiên đau nhói. Lúc cô đang bực bội rời đi, cô Sei lại chạy đuổi theo, định trả thù sao tôi biết tất cả những việc cô đang làm bây giờ, bất kể lúc nào cô vẫn là kẻ yếu mà thôi. Thật đáng tiếc đây là chuyện không thể nào thay đổi được, cô định làm gì tiếp theo, tôi rất mong chờ đấy, hẹn gặp lại. Zuka không ngờ kế hoạch của mình đã bị cô Sei biết được. Cô chỉ đành gửi gắm hy vọng ở chỗ ông chú mình đã cứu mấy hôm trước, vì để cảm tạ ơn cứu mạng của cô, ông ấy quyết định giúp cô trả thù. Không chỉ âm thầm điều tra toàn bộ gia đình cô Sei, mà còn vạch ra một kế hoạch báo thù khác. Ông ấy phát hiện mẹ cô Sei rất giống với mối tình đầu của mình. Vì thế dự định sẽ tìm điểm đột phá ở chỗ bà ta. Mặc dù Zuka không muốn để ông chú dính tới việc của mình, nhưng bởi vì đối phương cương quyết muốn vậy. Cuối cùng Zuka chỉ đành nhận lấy sự giúp đỡ của ông ấy. Lúc này người đàn ông đeo kính bất ngờ gọi điện thoại tới, nhờ sự cổ vũ cật lực của ông chú. Zuka lấy hết dũng cảm bấm nghe máy, lần này cô sẽ không trốn tránh nữa, dù cho rơi xuống đáy vực sâu thì cũng phải khiến nhà cô Sei trả cái giá xứng đáng. Người đàn ông đeo kính hẹn Zuka gặp mặt vào ngày mai, Zuka lập tức đồng ý, cô rất tò mò anh ta sẽ giải thích thế nào, cũng tò mò nếu như bản thân bất chấp mọi thứ. Dù cho cô Sei có biết kế hoạch của cô, thì liệu có ngăn cản việc báo thù của cô được hay không? Lúc quay lại tiệm hoa chủ nhà lại tới tìm cô, nhớ đến chuyện xảy ra lần trước. Zuka bối rối không biết phải đối mặt với anh thế nào, cuối cùng vẫn phải để bà chủ tiệm ra mặt hóa giải bầu không khí ngượng ngùng đó, bảo họ hãy đưa đứa bé tới công viên chơi. Bởi bà ấy cũng không muốn để Zuka chìm đắm trong nỗi đau khổ của quá trình báo thù. Nhìn thấy khung cảnh chủ nhà và con trai chơi đùa vui vẻ, Zuka bỗng cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Nhân lúc nghỉ ngơi, Zuka chủ động nói xin lỗi về chuyện lần trước. Ai ngờ chủ nhà lại chủ động đề nghị giúp cô, nhưng cô thật sự không muốn để anh bị cuốn vào chuyện này. Vì thế bèn lập tức từ chối. Ai ngờ chủ nhà lại bất ngờ bày tỏ tình cảm với cô. Tôi thích cô Zuka, hãy để tôi giúp cô đi.
vì để lấy lại một bên gan từ chỗ chồng cũ, Zuka chính thức bước vào con đường không có cơ hội quay đầu. Không lâu trước đó người vợ tới tìm gã tóc vàng, nhưng anh ta lại tỏ ý muốn chia tay với cô ta, còn nói mình đã thích người khác rồi. Sau khi biết người anh ta thích chính là Zuka, người vợ không thể chấp nhận nổi, một đứa ngốc bị mình và chồng hợp mưu lừa lấy mất gan, lại dám cướp đi người tình của mình. Năm đó sau khi Zuka bị đuổi khỏi nhà, người vợ phát hiện ra cô Sei đã thay đổi, mặc dù bề ngoài vẫn rất ân cần săn sóc cô ta, nhưng thực tế suốt bao năm qua cô Sei không chạm vào người cô ta lấy một lần. Vì thế cô ta gửi gắm toàn bộ tình cảm ở chỗ người tình, bây giờ người tình lại bị Zuka cướp đi mất, sao cô ta có thể không hận Zuka được? Nhất quyết không thể tha thứ, tôi sẽ không tha cho cô đâu, mà chẳng hề hay biết cảnh này đã bị Zuka nhìn thấy hết. Zuka vốn là người có bản tính lương thiện, dù báo thù cũng chỉ muốn ăn miếng trả miếng, cho đến khi cô phát hiện ra những gì đối phương làm, mới hiểu ra suy nghĩ của mình nực cười đến nhường nào. Đây là cách cô ta trả thù mình sao? Tôi sẽ không tha cho cô đâu, Kitamazuka. Cô Seando, bà chủ biết danh tiếng tiệm hoa bị ảnh hưởng, không chịu nổi đả kích đổ bệnh nằm liệt giường. Điều này khiến Zuka cảm thấy rất áy náy. Thêm vào đó là căm giận vợ cô Sei, vì để giúp tiệm hoa kinh doanh bình thường trở lại, đích thân cô đi xé từng tấm áp phích chứa nội dung xấu xí về mình. Cú đáp trả của vợ cô Sei khiến Zuka trở tay không kịp, càng không ngờ được là vợ cô Sei còn ra tay với cả người tình. Cô ta không chỉ vu khống người tình lợi dụng chức vụ, làm ra những hành động không đúng mực với học viên, thậm chí còn lợi dụng ra thế để gây sức ép cho phòng tập thể hình, biến người tình trở thành vật hy sinh trong quá trình trả thù. Điều này khiến Zuka hiểu ra rằng bản thân không quyền không thế, căn bản không thể đấu lại đám người bọn họ, cô buộc phải có được năng lực để đối đầu với lũ người đó. Lúc này chủ nhà bất ngờ xuất hiện, Zuka biết tâm ý của chủ nhà với mình, cũng đã từng tưởng tượng ra cảnh hai người chung sống với nhau. Sau những tháng ngày có chủ nhà ở bên cạnh hỗ trợ động viên, Zuka cũng đã rung động, nhưng bây giờ cô chẳng còn đường lui nữa. Vì thế cô quyết định thú nhận mọi chuyện với chủ nhà. Lúc kết hôn với người đàn ông đó, cũng là lúc mẹ tôi qua đời, cảm giác khi có thêm người thân khiến tôi rất vui. Thế nhưng anh ta kết hôn với tôi là vì muốn tôi hiến gan cho mẹ anh ta, tôi không thể tha thứ cho họ. Vì thế dù phải dùng cách nào, tôi cũng phải khiến họ trả giá. Vì thế hiện giờ tôi không thể hẹn hò với anh được, tôi không muốn những người không liên quan bị cuốn vào việc này. Đến tối Zuka gửi tin nhắn cho anh chàng đeo kính, hẹn anh ta ngày mai gặp nhau tại khách sạn. Không lâu trước đó anh ta đã tới tiệm hoa tìm Zuka. Lúc này Zuka mới biết ra thế của anh ta cũng rất hiển hách, lý do anh ta kết hôn với em gái cô Sei là vì mục đích hợp tác giữa hai nhà. Ban đầu thấy anh ta thật lòng thật dạ, Zuka đã từng cảm thấy thương xót cho anh ta, còn bây giờ anh ta trở thành công cụ báo thù thích hợp nhất cho cô. Bên chỗ ông chú tiến triển cũng rất thuận lợi, mẹ cô Sei là giáo viên dạy nhảy, ông chú bèn mượn cớ học nhảy để tiếp cận bà ta, sau đó tán tỉnh với tần suất vừa đủ, khiến đối phương từ từ rơi vào cái bẫy đã thiết lập sẵn. Buổi tối Takezu bàn chuyện làm ăn với khách hàng ở khách sạn, lúc rời đi lại vô tình bắt gặp Zuka, anh lập tức đuổi theo cô. Nhưng lúc tiến lại gần, anh phát hiện Zuka đang khoác tay người đàn ông đeo kính, Takezu cảm giác như sắp phát điên. Zuka cũng không ngờ lại gặp anh ở đây, nhưng lúc này cô đã đưa ra quyết định của mình, chỉ đành tiếp tục bám theo kế hoạch đến cùng. Zuka tô lại son môi. Trong một khoảnh khắc nào đó cô đã dao động, nhưng khi cô cởi chiếc váy trên người xuống, sờ vào vết sẹo dài ngoằng trên bụng mình. Nhớ đến cảnh tượng mình bị lừa mất gan, trong đầu cô chỉ còn lại nỗi hận thù với gia đình nhà cô Sei, nếu như có thể khiến những kẻ đó nhận hình phạt thích đáng, dù cho có bị trăm ngàn kẻ chà đạp dưới thân cũng chẳng sao. Kể cả khi bản thân sa vào vũng lầy sâu không cách nào thoát ra, cô đều sẽ cam tâm tình nguyện bước đi trên con đường đó. Takezu đi trên đường như người mất hồn, anh không ngờ vì để trả thù, Zuka lại dám làm đến mức như vậy. Tin tức Zuka và người đàn ông đeo kính đi khách sạn với nhau lúc này cũng đã truyền đến tai cô Sei, rốt cuộc là cô muốn làm cái gì hả Zuka? Vì để trả thù gia đình chồng cũ, Zuka thậm chí còn lên giường với chồng sắp cưới của em gái cô Sei. Điều này không chỉ giúp cô có được quyền thế của nhà anh ta, đồng thời cũng cướp đi hạnh phúc của em gái cô Sei, anh sẽ chia tay với cô ta. Chẳng bao lâu sau em gái cô Sei đã nhận được điện thoại yêu cầu chia tay của chồng sắp cưới, ban đầu cô ta còn tưởng anh ta đang nói đùa, nhưng khi chồng sắp cưới cúp máy, cô ta mới nhận ra chuyện này là thật, bèn chạy ngay tới công ty để hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng câu trả lời của người đàn ông chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vào mặt cô ta. Ban đầu chồng sắp cưới vẫn còn muốn giữ thể diện cho cô ta, chỉ bảo rằng hai người họ vốn không hợp nhau, chúng ta chia tay thôi, nhưng vì lòng tự trọng bị đả kích, em gái cô Sei đe dọa chồng sắp cưới rằng nếu như kiên quyết đòi chia tay, cô ta sẽ bảo anh trai phá tan công ty nhà anh ta. Lời này ngược lại khiến chồng sắp cưới bỗng chẳng còn thấy áy náy, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy chán ghét. Tôi chỉ nói đến thế thôi, Kenzo đợi đã. Tiểu thư xin cô đừng như thế, Kenzo. Zuka đứng ở cách đó không xa, chứng kiến toàn bộ dáng vẻ thảm bại của cô ta. Cảm giác hưng phấn khi trả thù thành công là thứ cô đã kiếm tìm bấy lâu, mà chẳng hề hay biết cô Sei đã lấy được báo cáo giám định quan hệ huyết thống. Biết được Zuto chính là con trai ruột của mình, kể từ khi gặp lại Zuka, anh ta đã để ý tới đứa bé. Bèn âm thầm phái người đi lấy tóc của Zuto, nhưng anh ta còn chưa kịp vui mừng thì đã được nhìn thấy ảnh đi vào khách sạn của Zuka và người đàn ông đeo kính. Ngọn lửa giận dữ lập tức bốc lên, ngay cả em gái gọi điện thoại tới kể khổ anh ta cũng thẳng tay cúp máy, anh ta không thể chấp nhận được việc Zuka phản bội mình.
vì anh ta yêu Zuka đến vậy cơ mà. Cùng lúc ấy, vợ cô Sei cũng chính thức tuyên chiến với Zuka. Trước tiên cô ta lợi dụng thủ đoạn khiến anh chàng tóc vàng mất đi mọi thứ, sau đó lại chìa tay giúp đỡ anh ta dưới sự mê hoặc của đồng tiền. Cuối cùng anh ta vẫn khuất phục dưới váy của vợ cô Sei. Thấy người tình đã quay trở về bên cạnh, vợ cô Sei lập tức tới tiệm hoa tìm Zuka. Chào cô, tôi muốn mua hoa chúc mừng nhậm chức. Anh ấy vốn là người phụ trách nhóm chung nhưng lại bị mất việc vì một người nào đó, thật đáng tiếc. Bó hoa kiểu gì chắc phải nhờ cô chọn giúp rồi. Tôi biết rồi, vợ cô Sei nói với Zuka, từ nay về sau anh chàng tóc vàng sẽ làm việc tại phòng tập tư nhân. Ở đó cô sẽ không có cơ hội tiếp xúc với anh ta nữa, sau đó lại chìa tiền tip ra, sỉ nhục Zuka là đứa nghèo rách. Mặc dù bề ngoài Zuka tỏ ra rất giận dữ, nhưng trong lòng lại vui như được mùa, cô không ngờ vợ cô Sei lại rơi vào bẫy sớm hơn dự kiến. Sau khi bị chồng sắp cưới đòi chia tay, em gái cô Sei cả ngày đắm chìm trong men rượu. Trước đây cô ta chỉ coi trọng gia thế của anh ta. Nhưng bây giờ cô ta mới phát hiện ra hóa ra mình đã động lòng từ khi nào. Lúc định nhắn tin để níu kéo, cô ta lại xem được một tin tức. Điều này khiến cô ta phát hiện ra một việc vô cùng thú vị. Lúc này vợ cô Sei và người tình đang dùng bữa trong nhà hàng. Anh chàng tóc vàng bỗng thấy tò mò về cô Sei. Muốn biết tại sao người vợ lại gả cho cô Sei, người vợ nói với anh ta là vì đôi mắt của cô Sei. Cô ta chưa từng thấy niềm vui trong ánh mắt cô Sei. Điều đó khơi gợi mong muốn được bảo vệ anh ta trong cô. Nhưng suốt bao năm qua cô ta vẫn chẳng thể khiến cô Sei mở lòng. Vì thế cô ta cảm thấy rất mệt mỏi. May thay lúc này lại gặp được anh chàng tóc vàng. Lúc nói tới chuyện tình cảm, người vợ dần cảm thấy dạo dực trong lòng. Nhưng lúc hai người đang hôn nhau say đắm, bỗng nhiên tiếng chụp ảnh vang lên liên tục. Không được đâu, em chồng. Ai vậy? Không ngờ chị dâu lại ngoại tình. Anh trai em là người mắc chứng ưa sạch sẽ. Lẽ nào cô ta là em gái của chồng chị sao? Đoán đúng rồi đấy. Tất cả mọi người đều không để ý đến Zuka đứng sau bể cá. Hóa ra cô vẫn luôn bám theo sau hai người họ. Thấy họ vào phòng dành cho cặp đôi, bèn dùng mạng xã hội gửi thông tin chị dâu ngoại tình cho em gái cô Sei. Cô biết đối phương đang trong trạng thái phẫn uất, cần tìm chỗ để xả bỏ, cho nên chắc chắn sẽ tới tận nơi để bắt gian. Cảnh tượng trước mắt khiến Zuka thấy vô cùng hài lòng. Bên chỗ ông chú lúc này cũng đang tiến triển rất thuận lợi. Mặc dù lúc ban đầu mẹ cô Sei nghi ngờ ông ấy có ý đồ khác, nhưng sau khi nghe những lời tỏ tình của ông chú, trái tim của người độc thân lâu năm đã rung động. Tất cả mọi chuyện đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Zuka. Thời khắc này hành trình trả thù của Zuka chính thức bắt đầu. Hạnh phúc do chính tay cô Sei xây đắp nên đã hoàn toàn sụp đổ. Đã đến lúc Zuka ra tay với bà mẹ chồng độc ác. Nghĩ đến việc gan của mình đang nằm trong cơ thể bà ta, cô chỉ muốn xét ra xẻ thịt bà ta ngay lập tức. Thế nhưng lúc cô chuẩn bị ra tay, lại bị ông chú xuất hiện ngăn cản lại. Bà không sao chứ, bà vẫn ổn chứ? Đáng sợ quá, tôi thật sự rất sợ. Không sao nữa rồi, tôi sẽ bảo vệ bà. Chỉ cần bà muốn, tôi sẽ luôn ở cạnh bà. Cảm ơn ông, tất cả những việc này chẳng qua chỉ là màn kịch để lừa mẹ chồng cắn câu mà thôi. Không lâu trước đó ông chú đã thành công thu hút sự chú ý của bà ta. Sau đó lại cố ý thân mật với người phụ nữ khác trước mặt bà ta. Hành động trái ngược này khiến mẹ chồng cảm thấy không thoải mái. Nhưng những việc này chưa đủ để chinh phục bà ta. Vì thế họ bèn diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân, thành công khiến mẹ chồng sa vào lòng ông chú. Ngay cả con trai gọi điện thoại tới cũng không nghe. Cô Sei ngồi trước bàn ăn, nghe thấy tín hiệu báo người nhận bận phát ra từ điện thoại. Anh ta lập tức nhớ lại quãng thời gian tối tăm kia, mẹ anh ta thường xuyên rời đi cùng những người đàn ông khác nhau, sau đó khóa trái anh ta trong nhà. Bữa tối của anh ta vĩnh viễn chỉ có món mì gói lạnh ngắt, vốn tưởng rằng sau khi lớn lên sẽ có thể buộc chặt mẹ bên cạnh mình, nhưng giờ đây cô Sei phát hiện ra mẹ mình vốn chẳng thay đổi gì. Anh ta biết mọi chuyện là do Zuka làm, từ chỗ thám tử tư được sắp xếp theo dõi Zuka, anh ta đã biết kế hoạch của hai người họ, nhìn kết quả giám định huyết thống trong tay. Anh ta quyết định phải giành lại đứa bé từ tay Zuka, còn người vợ hiện giờ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao kể từ sau khi em gái cô Sei biết chuyện cô ta ngoại tình. Mỗi ngày cô ta đều nhận được tin nhắn tống tiền, ban đầu tưởng rằng chỉ cần đưa cô ta chút tiền là xong, ai ngờ em gái cô Sei lại coi chị dâu như chiếc máy ATM. Tôi sẽ không để chị được hạnh phúc đâu, vốn dĩ tôi đã rất ghét chị rồi, vì để xả cơn giận thay anh trai. Đồng thời xoa dịu nỗi đau khi bị chồng sắp cưới đá, mỗi ngày em gái cô Sei đều sẽ đi tới các cửa hàng xa xỉ để mua đồ. Người vợ dẫn người tình tới khách sạn, vốn định nhân cơ hội này giải tỏa áp lực tích tụ suốt thời gian qua. Ai ngờ em chồng lại gọi điện thoại tới vòi tiền, vì lo cô Sei sẽ biết chuyện, người vợ lập tức đồng ý đưa tiền. Nhưng người tình đã nhịn suốt mấy ngày rồi, anh ta không muốn để người vợ rời đi như vậy, và rồi kết quả là... Đừng có được voi đòi tiên, lời tôi nói cậu phải nghe, em chồng đem theo chiến lợi phẩm về nhà, lại bị chính mẹ ruột buông lời châm biếm. Hỏi cô ta có phải đã kiếm được mục tiêu mới rồi không, nhưng đừng để bị tuột khỏi tay như anh chàng đeo kính kia, tâm trạng tốt đẹp cứ thế bị phá hỏng. Cô ta tức giận ném toàn bộ đồ vừa mua xuống đất, cô ta không muốn chịu đau khổ một mình, vì thế lại hẹn gặp chị dâu. Thế nhưng lần này chị dâu không hề đi tay không tới, vì để thoát khỏi việc bị em chồng bám lấy làm phiền, cô ta đã đề nghị chia tay với người tình. Lần này tới để cắt đứt hoàn toàn mớ rắc rối này, xóa ảnh đi, sao cơ, tôi đã chia tay với cậu ta rồi. Thế nên mọi chuyện dừng lại tại đây đi, cô mau xóa ảnh đi, hình như vấn đề không phải là vậy, chị định làm gì thế hả? Thấy chứng cứ đã bị phá hủy, sự phẫn nộ bên trong người vợ lập tức bộc phát, cô ta mặc đối phương là em gái chồng mình, chế giễu cô ta là đồ mồ côi cha, gặp chuyện cũng chỉ biết nhờ anh trai giúp đỡ, kẻ vô dụng như vậy bị đá cũng là đúng.
Vết thương tưởng đã lành nay lại bị xé ra, em chồng bỗng chốc phát điên, cô ta cầm cốc nước lên hất vào mặt người vợ, sau đó lao vào oánh nhau với đối phương. Cả hai chẳng hề hay biết, cảnh tượng xấu xí của họ đã bị Zuka chứng kiến hết. Những ngày qua Zuka vẫn luôn âm thầm giám sát hai người họ, ai ngờ hai người họ còn thú vị hơn mức cô tưởng tượng. Cô còn chưa ra tay đẩy mọi chuyện lên cao trào, hai người đã làm loạn đến mức này, huynh đệ tương tàn. Vì có Zuka đứng sau thao túng, gã tóc vàng đã đăng video nhạy cảm của vợ cô xây lên mạng, hòng đáp trả lại sự lạnh lùng vô tình của cô ta. Bởi vì nội dung video rất đặc sắc, chẳng mấy chốc đã thu về số lượt xem đáng kinh ngạc, thậm chí có người còn tiết lộ cả thông tin cá nhân của vợ cô xây. Chuyện vợ cô xây ngoại tình xuất hiện trên mọi mặt báo, mẹ chồng và em chồng cũng đã xem được video đó, nhìn thấy kiệt tác do mình làm ra. Zuka cảm thấy vui sướng vô cùng, mau xem cái này đi, quả báo tới thật rồi này, ông trời đúng là có mắt. Nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của Zuka, chủ tiệm không nỡ để cô tiếp tục nhúng chàm như vậy, bèn đặt hy vọng lên người Takezu, mong anh ấy có thể cứu lấy Zuka. Còn vợ Kosei cũng vì chuyện này mà thân bại danh liệt, cô ta chủ động thú nhận mọi chuyện với Kosei, ai ngờ Kosei lại tỏ ra vô cùng thờ ơ. Chỉ bảo cô ta đi Mỹ tránh mặt một thời gian, đến tận lúc này người vợ mới nhận ra Kosei chưa từng yêu mình. Xin đừng tha thứ cho em, nếu muốn giận hãy cứ giận đi, trong mắt anh vốn chẳng có em, hóa ra mọi thứ đã sai ngay từ khi bắt đầu. Cuộc hôn nhân này vốn đã là sai lầm rồi, em không nên thích anh, đáng ghét thật đấy, xin anh hãy ly hôn với em đi. Nhìn đơn đề nghị ly hôn người vợ đã ký sẵn, kế hoạch cô xây ấp ủ suốt bao năm cuối cùng cũng đã thành công, anh ta dễ dàng lấy được một nửa cổ phần của vợ trong công ty. Đúng thực là anh ta chưa từng có chút tình cảm nào với người vợ này, cho đến khi Zuka xuất hiện, lần đầu tiên anh ta có cảm giác thích một người nào đó. Ban đầu có lẽ chỉ là vì gan của Zuka, nhưng sau thời gian dài tiếp xúc, bản tính ngây thơ lương thiện của Zuka đã khiến trái tim anh rung động. Đó chính là cảm giác mà anh ta không thể tìm thấy được ở chỗ mẹ mình, thế nhưng vì sức khỏe của mẹ, cũng vì quyền lực không dễ gì có được. Zuka cuối cùng vẫn trở thành vật hy sinh, nhưng việc cô xây định làm tiếp theo, đó chính là khiến em rể hụt biết khó mà tự rút lui, kể từ sau đêm ở khách sạn với Zuka. Người đàn ông đeo kính chưa từng gặp lại cô, gọi điện Zuka cũng không chịu bắt máy, vì thế anh ta chỉ đành mượn rượu giải sầu. Nhưng đúng lúc này lại có tiếng bước chân vang lên từ phía sau, anh ta tưởng rằng Zuka tới tìm mình, ai ngờ người tới lại là nam giới, lúc anh ta đang buồn rầu vì chuyện này. Đối phương lại chủ động mở miệng, anh là Kenzo đúng không? Đúng thế, chẳng bao lâu sau Zuka biết tin cô Sei đã ly hôn. Ông chú cũng thành công biến mẹ chồng thành người yêu theo đúng kế hoạch, bước tiếp theo ông ấy sẽ kết hôn với bà ta vì để giúp Zuka thoát ra khỏi ám ảnh báo thù. Chủ tiệm dự định sẽ để Zuka có thêm thời gian ở với con, sau đó để Takezu nhân cơ hội đó tiến vào cuộc sống của Zuka bởi vì sự ra đi của con gái ruột. Từ lâu bà ấy đã coi Zuka là con mình, vì thế bà ấy không muốn cô trở nên điên cuồng vì báo thù, thế nhưng Zuka còn chưa đi được bao xa. Kosei đã tới tìm cô, đến cuối cùng Takezu vẫn muộn mất một bước, thấy Zuka ngồi lên xe của Kosei, anh chỉ đành chạy đuổi theo sau xe. Zuka không hiểu tại sao Kosei lại tới tìm mình, nhưng vì con cô chỉ đành theo anh ta lên xe, đứa bé ăn no xong buồn đi vệ sinh. Kosei cố ý gọi phục vụ tới dẫn đứa bé đi, chẳng phải cô nên ăn mừng sao, tôi lấy đi gan của cô nên cô mới muốn trả thù đúng không? Đầu tiên là cướp đi chồng sắp cưới của em gái tôi, sau đó là chuyện vợ tôi ngoại tình, cô để tôi biết được chuyện này, muốn tôi nổi giận rồi đòi ly hôn. Cuối cùng khiến tôi mất đi chiếc ghế chủ tịch tập đoàn, Kosei biết rõ kế hoạch trả thù của Zuka, nhưng anh ta chỉ cho rằng đó là trò trẻ con. Việc người tình của vợ đăng tải video lên mạng, thậm chí còn giúp anh ta dễ dàng có được cổ phần của tập đoàn, Zuka không ngờ nỗi vui sướng nhất thời của mình. Ngược lại còn giúp cho Kosei rất nhiều, thật đáng tiếc anh chơi đùa tôi như một món đồ hàng, vui vẻ chứng kiến bộ dạng đau khổ của tôi. Cô cũng vậy thôi, cái gì cơ, lúc nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của vợ tôi, chẳng phải cô cũng rất vui đấy sao? Cô cũng rất thích khoái cảm việc trả thù đem lại đúng không? Cô và tôi vốn rất giống nhau, tôi không giống anh. Zuka, anh có ý gì? Chúng ta kết hôn đi. Chưa từng nghĩ tới việc có ai lại có nhân cách bén thái như vậy. Năm đó vì bố qua đời ngoài ý muốn, mẹ Kosei chỉ đành kiếm sống dựa vào việc bán thân. Vì thế lúc còn bé Kosei thường xuyên bị nhốt trong nhà. Lâu dần anh ta đã phát triển tư duy chống đối xã hội. Cho đến khi anh ta yêu đương với vợ mình mới khiến bản chất ác ma bên trong được bộc lộ ra ngoài. Mẹ và em gái anh ta biết vợ Kosei là thiên kim tập đoàn lớn. Nghĩ tới việc chỉ cần hai người kết hôn thì gia đình họ sẽ được chuyển khỏi căn nhà rộng 20m² này, cả hai lập tức quay sang nhìn cô Sei với con mắt khác. Chính bởi ánh mắt tán thưởng đó, lần đầu tiên cô Sei cảm nhận được sức mạnh của đồng tiền vì để đáp ứng kỳ vọng của mẹ. Chẳng bao lâu sau người vợ đã mang thai, tốt quá rồi lần tới để anh tới chào hỏi bố mẹ em nhé, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi căn nhà rách nát đó rồi. Thế nhưng lúc hai người sắp kết hôn, người mẹ lại bất ngờ nhập viện, sau khi kiểm tra ra phát hiện tình trạng rất nguy cấp. Nếu không mau chóng ghép gan, mẹ anh ta chỉ còn sống được 3 tháng nữa, nhưng gan của hai anh em họ đều không thích hợp. Không dễ dàng gì Kosei mới giành được sự quan tâm của mẹ, mà giờ lại xảy ra chuyện như vậy, khiến Kosei tuyệt vọng vô cùng. Đúng lúc này Kosei quen biết Zuka, anh không sao chứ, tôi không sao, thanh toán giúp tôi, anh không sao chứ. Cô cũng bị ướt rồi kìa, cô không sao đấy chứ, tôi không sao đâu anh cứ mặc kệ tôi, để tôi đi lấy hóa đơn.
lần đầu tiên cô Say gặp được cô gái vị tha đến vậy khiến anh ta nhanh chóng bị thu hút, để rồi sau đó anh ta trở thành vị khách hàng quen thuộc của quán rượu này. Chờ đón khoảnh khắc được gặp lại Zuka, nhưng anh ta không ngờ Zuka cũng lớn lên trong gia đình đơn thân, cảnh ngộ gia đình giống nhau khiến anh ta nảy sinh ấn tượng tốt với cô. Vì thế mới có suy nghĩ muốn tìm hiểu sâu hơn sau khi biết Zuka tốt nghiệp cấp 3 xong bởi vì mẹ phải nằm viện dài ngày. Vì thế cô buộc phải từ bỏ học đại học, đến nơi này làm thuê kiếm sống. Cô Say cho rằng mình và Zuka giống nhau, đều phải chịu đựng khổ sở bởi gia đình. Nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn, mẹ Zuka rất thương yêu cô, điều này khiến Zuka có được sức mạnh để kiên trì sống tiếp. Nhưng cách đối xử khác biệt này khiến cô Say nảy sinh oán hận, anh ta không tin trên thế gian này lại có gia đình đơn thân đem tới hạnh phúc cho con trẻ. Vì thế anh ta quyết định phải vạch trần bộ mặt giả tạo của Zuka, nếu như có thể thì cô hãy hẹn hò với tôi nhé, trên thế giới này không có ai là trong sạch. Dù cho có thanh cao đến cỡ nào, cũng rất dễ bị bóng đen vấy bẩn, tôi sẽ dạy cho cô biết điều đó. Nhưng điều khiến cô Say bất ngờ là, cả nhà Zuka đều thích hợp hiến gan cho mẹ mình, thế nhưng so với người mẹ thân thể già yếu của Zuka, anh ta càng thích cơ thể khỏe mạnh của Zuka hơn. Vì thế anh ta lập tức đề nghị kết hôn với Zuka, mặc dù sau khi biết chuyện người vợ không thể chấp nhận được, nhưng bản thân cô ta đã mang thai. Sao có thể tự tay phá hỏng kế hoạch của mình được? Khi nghe cô Say hứa sẽ ly hôn với Zuka sau khi ghép gan xong, cuối cùng cô ta vẫn đồng ý chuyện này. Vì để khiến Zuka tự nguyện hiến gan, cô Say cùng em gái diễn một màn khổ nhục kế. Zuka tốt bụng lập tức cắn câu để tránh được những phiền phức không đáng có trong tương lai. Cô Say còn ghi âm lại lời Zuka nói, sau khi biết con trai đã tìm được nguồn gan, người mẹ vui mừng ôm anh ta vào lòng. Hành động này khiến cô Say cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nhưng anh ta không ngờ được là Zuka dù sắp bị lừa lấy mất gan trông vẫn rất hạnh phúc, điều này khiến anh ta không thể chấp nhận được. Kết hôn với một người vừa quen không bao lâu, mẹ người đó còn phải làm phẫu thuật ghép gan ngay lập tức. Lẽ nào cô ta không mảy may nghi ngờ mục đích của cuộc hôn nhân này sao? Tại sao lại làm như vậy? Đến một chút phòng bị cũng chẳng có. Cô ngốc hơn mức tôi tưởng tượng đấy. Cướp lấy hoặc là bị cướp lấy, đây mới là quy luật thật sự của thế giới này. Nhưng mà người như cô nên tự học hành chút đi, hiểu chưa? Sự dịu dàng và tốt bụng của cô sẽ không thể giúp cô sống yên ổn trong thế giới này. Vết thương trên người cô chính là minh chứng rõ nét nhất. Chúng ta có lẽ sẽ không gặp lại nhau nữa đâu. Suy nghĩ của tôi là vậy đấy. Nhưng điều cô Say không ngờ tới là sau 5 năm Zuka vẫn nghĩ mọi chuyện là hiểu lầm. Suy nghĩ ngu xuẩn này khiến anh ta cảm thấy thật nực cười. Vì để hủy hoại cuộc đời Zuka, anh ta bèn bật đoạn ghi âm năm đó cho cô nghe. Sau đó anh ta tìm người giám sát hành tung của cô. Ban đầu anh ta chỉ muốn xem dáng vẻ của Zuka sau khi biết chân tướng. Nhưng không ngờ lại được nhìn thấy ảnh chụp của cô và em rể hụt, chẳng lẽ muốn báo thù sao? Điều này khiến anh ta cảm thấy hưng phấn vô cùng. Phải vậy chứ Zuka, hãy cứ phá hủy mọi thứ theo cách cô muốn đi, cướp đi hoặc là bị cướp đi. Đó chính là bản tính của con người, cuối cùng thì cô cũng hiểu được điều đó rồi. Con người dù có thanh cao đến đâu, cuối cùng cũng vẫn bị bóng tối vấy bẩn mà thôi. Sau khi ly hôn với vợ, cô Say lập tức tới tìm Zuka, đề nghị cô kết hôn với mình. Chỉ cần Zuka dám từ chối, vậy thì gan của đứa bé cũng sẽ bị anh ta cướp đi. Trong lúc đi xem triển lãm tranh thiếu nhi, Takezu phát hiện ra bức tranh của con trai Zuka, thấy trong tranh còn có cả mình. Trong lòng anh không khỏi mừng thầm, nhưng rồi anh nhận ra có thể cô Say sẽ dùng đứa bé để uy hiếp Zuka, vì thế quyết định sẽ chiến đấu đến cùng với anh ta. Chúng ta khi ấy không thể hiểu cho nhau, nhưng cô bây giờ chắc chắn có thể hiểu được điều đó, vì để ép Zuka đồng ý kết hôn với mình. Cô Say thú nhận rằng anh ta biết Zuto chính là con của mình, nhưng anh ta không hề đưa ra yêu cầu quá đáng, chỉ bảo Zuka đứng ở góc độ người mẹ để suy xét cho tương lai của đứa bé. Với tài lực và mối quan hệ của anh ta, có thể giúp cho đứa bé có thêm nhiều lựa chọn. Hồi còn nhỏ mẹ cô Say thường xuyên đưa đàn ông lạ về nhà. Vì để làm rõ nguyên nhân việc này, anh ta trở thành sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất chuyên ngành tâm lý học của Đại học Tokyo. Vì thế anh ta biết rất rõ điểm yếu của người mẹ là gì, và lại anh ta đưa Zuka tới nhà hàng đắt đỏ này là để cho đứa bé được nếm trải mùi vị của sự giàu sang. Quả nhiên sau bữa ăn đó, đứa bé thường xuyên gào thét đòi Zuka đưa tới ăn ở nhà hàng đó, nhưng thu nhập của Zuka không đủ để chi trả cho những bữa ăn như vậy. Vì chuyện này mà lần đầu tiên Zuka nổi giận với đứa bé, lời của cô Say cũng liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô. Zuka nói chuyện này với chủ tiệm, mong bà ấy có thể cho cô lời khuyên nên làm thế nào. Cô bắt đầu nghi ngờ mình rốt cuộc có phù hợp để làm mẹ Zuto hay không, dù gì thì năm đó cô cũng từng có ý định tự sát. Chủ tiệm biết cô Say chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, vì thế bà ấy bảo Zuka phải kiên trì với lựa chọn ban đầu của mình. Takezu đoán cô Say đang dùng đứa bé để uy hiếp Zuka. Vì thế quyết định không tiếp tục che giấu thân phận công tử tài phiệt của mình nữa. Anh lấy lý do bàn bạc hợp tác để tới tìm cô Say. Mong anh ta đừng làm phiền cuộc sống của Zuka nữa. Bất kể thế nào, đây cũng là chuyện riêng của nhà tôi. Người không liên quan thì hãy ngậm miệng lại. Không phải là người không liên quan, buổi tối cô Say gọi thám tử Tư tới nhà, yêu cầu anh ta hãy mau chóng tách em rể hụt và Zuka ra. Kết quả lại nhận được ảnh chụp chung của mẹ và ông chú, vì để Zuka có thể nuôi dạy con tốt hơn, ông chú bèn lấy lý do chuẩn bị khởi nghiệp, lừa lấy 2 triệu yên từ chỗ mẹ cô Say, vốn dĩ còn định giả vờ từ chối, nhưng lời của người mẹ lại khiến ông chú thấy thương thay cho cô Say. Không sao đâu, nuôi con chẳng phải là để dùng vào lúc này sao? Sau đó ông chú nói tin này cho Zuka biết, đây là lần đầu tiên Zuka không thấy vui vì trả thù thành công.
Lúc này Takezu chạy tới tìm cô, anh đã được chủ tiệm cho biết về tình hình hiện tại của Zuka, vì thế anh không thể để cô lại rơi vào bẫy của Kosei lần nữa. Anh nói ra chuyện mình đã đi gặp Kosei, anh cho rằng Kosei không hề cảm thấy áy náy về lỗi lầm năm đó, cho nên anh không mong Zuka có dính líu gì đến loại người đó nữa. Ai ngờ lại bị Zuka mắng ngược lại, Zuka cũng không muốn Takezu dính vào ân oán giữa mình với Kosei, chuyện này không liên quan gì đến anh cả. Tôi biết là không liên quan gì, tôi cũng bị cô từ chối rồi, nhưng mà tôi không thể để cô bị tổn thương nữa. Dù vậy người đó cũng là bố đẻ của Juto, nhưng anh ta sẽ không vì việc mình là bố đẻ của Juto mà không làm tổn thương cô. Lúc cô trả thù làm ra bao nhiêu chuyện tổn thương chính mình như vậy, ở bên người mà mình không thích, vậy nên anh cảm thấy khinh thường tôi vì chuyện đó đúng không? Quả nhiên đúng là như thế. Cô không hiểu cũng không sao. Dù là hôm nay, ngày mai hay sau này, tôi sẽ nói đến khi nào cô hiểu thì thôi, tôi thích cô, tôi muốn giữ lấy nụ cười của cô và Juto. Tôi muốn hai mẹ con cô có được hạnh phúc, bởi vì đứa bé tan học trở về, hai người buộc phải kết thúc cuộc nói chuyện. Lúc này sau khi nghe những tin tức thám tử Tư cố tình nói ra, người đàn ông đeo kính hiểu rằng Zuka chỉ coi mình là công cụ trả thù, bèn chạy tới tiệm hoa tìm Zuka để chứng thực chuyện này. Nhưng anh ta vừa mới mở miệng đã bị Zuka cắt ngang, bất đắc dĩ nên tôi mới phải tiếp cận và qua lại với anh. Cái gì cơ, vậy nên việc anh tới đây tìm tôi khiến tôi rất khó xử. Hóa ra là như vậy, thế nhưng cuộc trò chuyện của hai người đã bị em gái cô xây bám theo nghe được. Lúc này cô ta mới biết việc chồng sắp cưới thay lòng là vì Zuka. Nghĩ đến những khổ đau mà mình phải chịu thời gian qua, cô ta quyết tâm khiến Zuka phải trả giá cho chuyện này. Zuka cô sẽ không được chết yên ổn đâu. Sao cô lại cướp đi Kenzo tại sao hả? Cô đang cười cái gì vậy? Rõ ràng là các người đối xử tệ với tôi trước. Đây gọi là tự làm tự chịu. Lời của Zuka khiến em gái cô xây đánh mất hoàn toàn lý trí. Cô thật sự rất đáng ghét, đi chết đi. Zuka hạ quyết tâm sẽ phải trả thù đến cùng, lần này cô muốn cướp đi mọi thứ của Kosei. Không lâu trước đó, vì em gái Kosei bất ngờ tấn công, khiến Takezu bị tổn thương phần đầu phải nhập viện gấp, nhìn người đàn ông mình yêu nằm yên lặng trên giường bệnh, lần đầu tiên Zuka cảm thấy nghi ngờ về lựa chọn trả thù này của mình. Kể từ khi cô bắt đầu báo thù, những người quan trọng bên cạnh cô đều bị liên lụy. Trên đường trở về, Zuka bất ngờ nhận được tin nhắn của ông chú. Ông ấy đã thành công lừa được 2 triệu yên từ chỗ mẹ Kosei. Theo như kế hoạch báo thù thì chỉ còn một bước cuối cùng nữa là xong. Thế nhưng Zuka lại sợ ông chú cũng sẽ gặp chuyện vì mình. Hành vi báo thù này bỗng trở nên vô cùng hoang đường. Lời của Kosei liên tục vang lên bên tai cô. Cô phát hiện mình giống hệt với những gì Kosei nói. Mặc dù đã cướp đi người tình của vợ Kosei, cũng cướp đi cả chồng sắp cưới của em gái Kosei, lại còn lợi dụng ông chú để lừa được 2 triệu yên. Nhưng đồng thời cô cũng cướp đi hạnh phúc của người khác, công việc kinh doanh của chủ tiệm bị ảnh hưởng, Takezu cũng vì cô mà phải nhập viện, ngay cả con trai cũng bị tổn thương. Trong lúc Zuka đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, chủ tiệm bất ngờ gọi cô. Hóa ra lúc Zuka tới bệnh viện, Kosei đã cầm tiền tới đây tìm bà ấy, trên danh nghĩa là để thăm hỏi Takezu. Nhưng thực chất là đang thúc giục Zuka mau đưa ra quyết định. Gì à, sao thế, cảm ơn gì vì đã cứu mang cháu suốt thời gian qua. Cháu sẽ tái hôn với người đó, chính là cái người đã cướp đi lá gan của cháu đó sao? Tại sao cháu lại làm chuyện kỳ quái như vậy? Cháu không muốn mất đi bất cứ thứ gì nữa, với lại anh ta cũng là bố ruột của Juto. Cháu không thể ích kỷ cướp Juto khỏi tay bố nó được, không sao đâu, gì cháu thật sự quá mệt mỏi rồi. Chủ tiệm nói với Zuka rằng quan hệ huyết thống không phải là tất cả cuộc sống, với lại ở bên loại người như Kosei, ngay từ ban đầu vốn đã là một sai lầm rồi. Vì để giúp Zuka lấy lại tinh thần, chủ tiệm nhắc về cô con gái đã qua đời của mình. Năm đó bà ấy giống hệt Zuka, một mình kiếm sống nuôi nấng con gái. Chẳng dễ dàng gì mới nuôi được con gái lớn khôn, ai ngờ con gái lại qua đời trong một sự cố. Ngay lần đầu tiên gặp Zuka, bà ấy dường như nhìn thấy bóng dáng con gái mình ở đó. Thế nên mới tốt bụng cưu mang Zuka. 5 năm qua bà ấy đã sớm coi Zuka như con đẻ, vì thế mong rằng cô có thể buông bỏ tất cả làm lại từ đầu. Sau khi nghe những lời chủ tiệm nói, Zuka dường như đã tìm lại được chính mình. Cô cầm theo một nhành hoa đi tới bệnh viện, bày tỏ tâm ý với người đàn ông mình yêu. Sau đó cô tới công ty Kosei, bình tĩnh từ chối lời đề nghị tái hôn của anh ta. Một người khao khát có người thân đến thế, lại cướp con trai khỏi tay bố đẻ nó. Người thân không nhất định phải có quan hệ huyết thống, vui vẻ tức giận buồn bã. Người muốn cùng trải qua những tháng ngày đó thì mới là người thân. Quan hệ huyết thống không phải là tất cả, anh không phải người thân của tôi. Thái độ của Zuka khiến Kosei có cảm giác thất bại. Anh ta không ngờ rằng Zuka sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Sau đó Zuka tới tìm người đàn ông đeo kính để nói lời xin lỗi, thú nhận rằng mình đã hủy hoại cuộc đời anh ta. Sau khi Zuka rời đi, thám tử Tư kể lại chi tiết quá khứ của Zuka cho người đàn ông đeo kính. Lúc này anh ta mới biết những gì Zuka làm là để trả thù Kosei. Sau khi làm xong mọi việc, Zuka bỗng có cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. Nhìn cậu con trai ngoan ngoãn đáng yêu, Zuka rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại. Qua lời kể của chủ tiệm, Takezu cũng biết được sự thay đổi của Zuka, cả hai đều cảm thấy vui thay cho cô. Nỗi lắng lo trong lòng cũng lập tức tan biến. Cô Hazumi, cô thật tuyệt vời. Vậy sao, cháu cũng phải lấy lại tinh thần thôi. Hãy kiên cường lên nhé. Thế nhưng tháng ngày bình yên chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ mới chớp mắt một cái, con trai Zuka đã chẳng thấy đâu nữa. Cô lập tức chạy ra ngoài tìm. Zuka bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ người lạ. Nhờ thế mới biết con trai đã bị Kosei đưa đi. Ngay khi biết tin, Takezu lập tức chạy tới chỗ cô.
chuẩn bị cùng cô đi giành lại Yuto. Lúc họ tới nơi, cô Sei không hề ngăn cản. Tại sao anh lại làm thế? Tại sao lại làm vậy ư? Sao anh dám đưa Yuto đi? Có vấn đề gì sao? Tôi là bố thằng bé, làm vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù là như thế, cô không nên thay lòng đổi dạ như thế. Cô đã mất đi tư cách làm mẹ. Đừng có làm nhảm nữa. Zuka bị anh cướp mất lá gan. Dù anh có là bố của Yuto, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu. Zuka, mọi chuyện chưa xong đâu. Zuka không thể ngờ được rằng con trai lại trở thành chìa khóa để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Kosei. Kosei vốn định nhồi nhét vào đầu cậu bé những giá trị quan của mình về thế giới này, ai ngờ lại bị cậu bé dạy ngược lại. Sao chú không ăn đi, đừng dễ dàng chia sẻ bất cứ thứ gì. Nếu như thế thì cuộc đời của con sẽ bị kẻ khác cướp đi. Nghĩa là sao ạ? Giống vậy đấy, khi san sẻ sẽ bị kẻ khác nhìn ra nhược điểm. Chú sai rồi, phải chia sẻ cho nhau chứ. Mẹ và bà đều nói như vậy, chú ăn đi này. Thấy con trai hồn nhiên ấm áp như vậy, Kosei bỗng có cảm giác không thể nói thành lời. Anh ta cứ ngồi một chỗ suốt cả buổi, cho đến khi người mẹ gọi điện thoại tới, anh ta mới hiểu người hủy hoại cuộc đời mình chính là bà ta. Nỗi căm hận trong lòng lập tức lớn lên gấp bội. Hóa ra sau khi lừa được 2 triệu yên, ông chú đã biến mất không dấu vết. Lúc này bà ta buộc phải gọi cho Kosei để nhờ giúp đỡ, mong Kosei có thể tìm người giúp mình. Đến lúc này bà ta vẫn nghĩ ông chú yêu mình thật lòng. Kosei biết rõ mọi chuyện chẳng qua chỉ là một vở kịch, vì thế anh ta chẳng thèm để tâm. Hiện giờ không có việc gì quan trọng hơn tìm lại hạnh phúc của chính mình, nhưng chẳng mấy chốc người mẹ đã tới tận nơi để tìm, chất vấn anh ta tại sao không nghe điện thoại. Đúng lúc này em gái lại xảy ra chuyện, Kosei lập tức chạy tới bệnh viện, kết quả người mẹ lại cản đường anh ta chỉ vì ông chú kia, nhất quyết muốn Kosei phải tìm bằng được người về. Kosei nhớ lại những việc đáng ghê tởm mẹ mình làm năm đó, nỗi căm hận trong lòng lập tức bùng lên, chẳng có chút đầu óc nào cả, con nói cái gì cơ. Mẹ bị gã đàn ông đó lừa rồi, bị lừa cả 2 triệu yên rồi mà cũng không biết, đúng là đồ không có não. Con nói thế là có ý gì? Vì mẹ con đã phải hy sinh không ít, vì mẹ mà con không thể tự do lựa chọn cuộc đời của mình. Anh Kosei là người rất chu đáo, chúng ta kết hôn đi. Vâng, thế là sao hả? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mẹ có thể làm hại con được chứ? Đủ rồi đấy, tôi chịu đựng đủ rồi, tôi không muốn làm con trai bà nữa. Xin hãy để tôi được tự do, bà hãy biến mất đi, hãy biến mất ngay trước mặt tôi đi. Em gái lúc này đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp. Sau khi biết chồng sắp cưới bị Zuka cướp đi, cô ta hạ quyết tâm phải giành lại người đàn ông của mình. Thậm chí còn tự tay làm món bánh quy côn trùng mình ghét nhất. Thế nhưng người đàn ông đeo kính đã biết tội trạng của nhà Kosei, hiển nhiên không thể tiếp tục qua lại với cô ta được nữa. Cô một vừa hai phải thôi, lừa lấy lá gan của người khác, thật là quá khốn nạn. Dù cô hay là người nhà cô cũng vậy thôi. Sao anh biết chuyện này? Các người không còn là con người nữa rồi, không phải vậy đâu mà. Đừng làm phiền tôi nữa, may mà tôi không kết hôn với cô. Nếu như cô dám lại gần tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Sau đó người đàn ông tổng hợp chứng cứ nhận hối lộ của Kosei rồi gửi toàn bộ cho Zuka, mong rằng có thể dùng thứ này để giúp Zuka lấy lại công bằng. Mặc dù biết những gì Zuka làm đều là để báo thù, nhưng anh ta vẫn rất trân quý những kỷ niệm của hai người. Có điều cảnh này đã bị Kosei phát hiện ra. Hai ngày nay Kosei liên tục xuất hiện ở gần tiệm hoa. Zuka hiểu nếu không giải quyết triệt để anh ta, rất có khả năng con trai sẽ bị anh ta cướp đi. Vì thế cô định dùng những tài liệu kia để tống Kosei vào tù. Vì để bảo vệ Zuka và con trai, Takezu cũng tạm thời ở lại đây. Hai người lập tức mở tài liệu kia ra xem, phát hiện bên trong là bằng chứng ghi lại việc Kosei hối lộ quan chức chính phủ. Takezu biết bằng chứng này có thể khiến Kosei vĩnh viễn không thể trở mình, nhưng việc này có liên quan đến quan chức chính phủ, anh lo họ sẽ tìm Zuka để báo thù. Vì thế anh mong cô có thể từ bỏ việc trả thù. Thế nhưng lần này Zuka đã hạ quyết tâm, dù thế nào cô cũng sẽ làm đến cùng việc này, nhưng Kosei cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Anh ta gọi thám tử Tư tới, mong anh ta có thể giúp mình một việc cuối cùng. Tôi mong anh có thể lấy lại chiếc USB từ tay Zuka. Hóa ra thám tử Tư là người thuộc phe Zuka, anh ấy định sau khi lấy được sự tín nhiệm, sẽ tìm được điểm yếu của Kosei để giúp Zuka trả thù. Nhưng không ngờ Kosei đã biết thân phận của anh ấy từ lâu, anh ấy vốn là ông chủ quán rượu mà Zuka từng làm việc. Sau khi biết tình cảnh của Zuka, anh ấy bèn chủ động tiếp cận Kosei, nhưng bây giờ anh ấy đã mất đi cơ hội điều tra Kosei. Vì thế chỉ đành nói cho Zuka biết chuyện Kosei muốn cướp chiếc USB. Ai ngờ Kosei đã ra tay từ trước, lúc thám tử Tư tới nơi thì nhà Zuka đã bị trộm đột nhập. May thay Zuka vẫn luôn mang theo chiếc USB bên mình, nhờ vậy mới phá hỏng được kế hoạch của Kosei. Khi biết tin thuộc hạ không tìm được USB, lần đầu tiên Kosei được nếm trải cảm giác sợ hãi. Tôi sẽ không kết thúc tại nơi này đâu, tôi sẽ không để bị cô cướp đi mọi thứ đâu, không bao giờ, vì để bảo vệ mọi thứ đang có hiện tại. Kosei chỉ đành mặt dày tới tìm Zuka để đòi USB, mau giao nó ra đi, vợ tôi, em gái tôi và cả mẹ tôi. Như thế vẫn chưa đủ hay sao? Chẳng lẽ cô muốn thấy tôi khóc lóc xin lỗi cô sao? Cuối cùng thì tôi và cô cũng vẫn giống nhau đó thôi, thích nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của người khác. Zuka không hề phủ nhận khoái cảm của việc trả thù đem lại, nhưng trong khoảng thời gian chung sống cùng Takezu khiến cô hiểu ra rằng trả thù sẽ không đem tới hạnh phúc. Vì thế cô chủ động đưa chiếc USB cho Kosei, mong anh ta hãy tự lo liệu cho chính mình. Lúc này Takezu biết tin Zuka đi gặp riêng Kosei, lòng anh nóng như lửa đốt, vội vã chạy tới tìm cô. Cảm ơn anh, nhờ có anh mà tôi đã có thể tự tin đối diện với người đó, bởi vì có anh tôi mới có thể bình an trở về.
Chào mừng cô đã trở lại, tôi đã trở về rồi đây. Sau khi lấy được USB, cô Say lập tức mở nó lên kiểm tra. Tiếp đó là xóa sạch toàn bộ chứng cứ phạm tội, nhưng khi anh ta mở tập tài liệu cuối cùng ra, lại nhìn thấy một bức tranh trong đó. Đó là cảnh cô Say và con trai ngồi bên nhau, dáng vẻ hồn nhiên ấm áp của cậu bé liên tục hiện lên trong đầu anh ta, nhưng cô Say lại không biết. Bức tranh này là do Zuka cố tình cho vào. Qua lời kể của con trai, Zuka đã biết được thái độ của cô Say, hiểu rằng cậu bé mới chính là điểm yếu duy nhất của anh ta. Mà bức tranh này chính là màn trả thù cuối cùng của Zuka. Trên thế giới này không tồn tại thứ không thể cướp đi. Cô Say mau chóng gọi thám tử Tư tới, mong anh ấy có thể làm giúp mình một việc cuối cùng. Không bao lâu sau, Zuka bất ngờ nhận được tin nhắn ông chú gửi tới. Đó chính là bài báo về việc cô Say hối lộ quan chức. Cô không ngờ cô Say lại lựa chọn như vậy. Trước khi rời đi, ông chú hẹn gặp Zuka một lần. Ông ấy cảm thán cô Say là một kẻ ngốc, hai câu nói chúng ta kết hôn đi, tôi và cô rất giống nhau, ý nghĩa thực sự của nó là tôi thích cô. Cô Say bị bắt giữ vì tội hối lộ. Số cổ phần của anh ta nghiễm nhiên về lại tay người vợ, cô ta cũng dẫn theo con gái quay trở về nhà, còn em gái cô Say sau khi tỉnh lại thì mất trí nhớ. Trong ánh mắt cũng không còn vẻ chua ngoa đanh đá như xưa. Sau khi cô Say vào tù, Zuka cũng chào đón khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời. Bộ phim đến đây là kết thúc.